Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào tất cả anh em. Ở ngoài cái mẫu bơm FB, bơm xe FB một loại 1 ấy mà vừa rồi tôi có giới thiệu với các bác ấy, thì bên shop cũng có cung cấp cho bác một cái mẫu bơm xe FB, nhưng mà gọi là FB hàng cải tiến nhá. Thì hàng này nó sẽ rẻ tiền hơn một chút. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết với các bác cái mẫu bơm FB cải tiến này nhá, cho các bác xem nhá. Mẫu bơm xe FB cải tiến này. À, cái này là sẽ có cái tờ giấy thông tin về sản phẩm cho mình đi nhá, cây bơm. À, một cái tay cầm nữa các bác nhá, tay cầm. Ở cái hộp đồng hồ đây, và đây là thân bơm nhá các bác nhá, thân bơm này. À, bao bì tôi để ra ngoài nhá. À, đầu tiên tôi sẽ bóc cái hộp đồng hồ ra cho các bác xem. Đây là bơm FB cải tiến, trong này thì có thêm cái phụ kiện của nó đấy nhé các bác nhé. Đây, phụ kiện nó bao gồm có dây bơm này, túi đồ này, cả đây đa năng này, chai dầu bôi trơn này. Đây, giới thiệu với các bác đầu tiên sẽ là cái tay cầm của FB cải tiến là dạng như này các bác nhé. Các bác khi bắt vào các bác bắt cái dạng lỗ to lên trên này, lỗ to lên trên nhé. Xong rồi đến cái đồng hồ, đồng hồ cũng là màu đen. Cái bơm FB bơm xe cải tiến này thì nó cũng bơm được với mức áp là 300 kg các bác nhé, 300 kg. Một chai dầu bôi trơn cho cái bơm này. Cả đây đa năng để các bác tháo các dụng cụ ra. Một cái gói bông, bông này gọi là gói bông lọc ẩm các bác nhé, bông lọc ẩm các bác để nằm ở trong cái dây lọc ẩm này. Ở đây là cái gói dụng cụ của nó nhá, gói dụng cụ gong phốt đi theo thêm để cho các bác thay thế sửa chữa cái lần đầu tiên mà cái bơm nó bị trục trặc nhá, dòng phốt đi. Ngoài ra sẽ có hai cái đầu, hai cái đầu giống như là hai đầu van nạp đấy các bác nhìn này. À, một đầu đặc, một đầu đặc này để các bác chốt vào đây, để các bác chốt vào đây để các bác thử áp vào cái bơm này nhá, thử áp cái bơm này. Còn một đầu ấy là cái dạng bơm xe máy, bơm vào van xe máy, cái này có sẽ xoáy vào cái van xe máy được nhá. Đây, đầu van một chiều mà xoáy vào van xe máy thì các bác về các bác chế bơm xe của mình đấy, các bác chế nhá. Đây là cái dây bơm này, còn đây là cái phần thân bơm chính nhá, các bác để ý đây. Shop bán hàng trên video thực tế bơm xe FB loại cải tiến, thân bơm chính sẽ là như thế này. Bơm thân bơm bằng inox các bác nhá, thân bơm bằng inox này. À, thân bơm bằng inox. À, cái đạp chân đấy là đạp chân theo kiểu dạng gấp được nhá, dạng gấp được các bác ạ, dạng gấp lên được. Và nó cũng có bọc chun luôn, có bọc chun luôn. À, con ốc xả áp là làm theo cái kiểu bằng như này, ốc xả áp to làm kiểu bằng như này nhé. Cái FB loại một cái làm theo kiểu khác. Thì nói chung là bây giờ sản phẩm có như nào ấy thì shop giới thiệu như vậy để cho các bác xem được rằng là chi tiết cái bơm FB cải tiến là như thế này nhé các bác nhé. Chi tiết cái bơm FB cải tiến là như này. À, thế về giá của cái bơm FB này thì sẽ là 800.000 các bác nhé. Giá là 800.000 cho một cái bơm xe loại FB cải tiến như thế này nhé các bác nhé. Cái này các bác muốn bơm được thì các bác sẽ gắn đồng hồ vào, gắn dây bơm vào được. Nhưng mà các bác xem thực tế này, đây là thực tế là cái bơm FB cải tiến với giá 800.000 đã bao trước cho các bác nhé. Bơm xe, bơm xe FB cải tiến 800.000 đã bao cước cho các bác rồi đây. Đó. Thực tế nó như thế này nha các bác nhé. Khi các bác lắp hết đường ống dây hơi này thì nó thành một cái bơm như này. Nhưng mà cái bơm này nó là bơm FB loại 1 nhé, FB loại 1 các bác. Đấy, FB này là FB loại 1, còn FB kia là FB cải tiến. Thì cái này là dành cho gọi là bơm áp, bơm áp hay là bơm xe. Các bác anh em mình thì nó là hiểu nhau từ cái nhìn đầu tiên thôi. Em giới thiệu với các bác là cái bơm xe nhá. Đây, anh em hay gọi là cái bơm áp, bơm cao áp thì các bác cũng đã hiểu vấn đề. Thế còn đây cơ bản chính là giới thiệu với các bác cơ mẫu bơm xe FB cải tiến giá 800 nữa các bác nhá. 800 bao ship cho anh em đi toàn quốc luôn. Đây. Bơm xe 800. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với lại số điện thoại của shop đây nhá. Vui lòng liên hệ số điện thoại của shop. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại
các bác trong những video sau nhá, về những cái sản phẩm độc đáo, thuộc về độc đáo hơn. Anh em vui lòng đăng ký kênh cho tôi đi của shop nhá, để cập nhật những sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nhá.